Hôm nay đại lý Toto Thủ Đức chúng tôi xin giới thiệu với các bạn là nắp rồ điện tử Toto TCF66531Z thang NW1. Cái này là đánh dấu là màu sắc của cái nắp. Cái này được nhập khẩu của Toto Việt Nam, sản xuất tại Malaysia. Trên đây là có đầy đủ tem mác của sản phẩm và có hình ảnh của sản phẩm. Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành mở sản phẩm ra để tìm hiểu coi trong sản phẩm này có những cái phụ kiện gì và cái nắp này nó có hình dáng như thế nào. Trong sản phẩm á, thì đối với cái nắp điện tử này thì tương đối là nhiều phụ kiện, giấy tờ rất là nhiều. Cái vấn đề mà đầu tiên là không thể thiếu trong cái sản phẩm của Toto á, là có cái phiếu bảo hành. Trên đây có mã phiếu bảo hành, mã sản phẩm TCF6531Z của Toto Việt Nam. Đối với bất cứ sản phẩm nào thì cũng có cái phiếu bảo hành này hết. Và ngoài ra thì nó còn có các giấy tờ khác như là về bản vẽ kỹ thuật, giấy hướng dẫn sử dụng. Đây nó có vừa có hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt. Đây là tiếng Việt, có cả tiếng Anh nữa. Đây hàng nhập khẩu. Cái nắp điện tử này á, thì gần như là lắp đặt được với hầu hết các sản phẩm của Toto. Cái nắp này thì nó có cái chức năng đặc biệt là nó có remote. Thì trong sản phẩm nó sẽ có điều không thể thiếu, đó là cái remote. Đây, pin của nó đi kèm. Ngoài ra thì còn có là cái bát để lắp ở trên cái phần nắp điện tử. Cái này lắp lên cầu, nó có hai vị trí ốc, đây là 140, cái này là 160, có thể lắp được các loại cầu khác nhau. Ngoài ra thì nó còn có cái tê chia nước. Thì cái này mục đích cái tê chia nước này á, là có nghĩa là một cái dây cấp nước vào buồng cầu rồi. Thì còn cái này thì mình sẽ lắp vô cấp nước cho cái nắp, bởi vì cái nắp này thì nó cần sử dụng điện và nguồn nước. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm hiểu cái nắp điện tử. Trong cái bao bì đây thì nó có in nhiều, tương đối là nhiều thứ tiếng. Trong đó có tiếng Hàn Quốc, tiếng Nhật, tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc. Nhưng nhiều thứ tiếng tôi không biết là tiếng gì luôn. Tìm hiểu về cái nắp này. Trên cái nắp thì nó có cái nguồn lỗ cắm điện. Lỗ cắm điện này 3 chấu. Nên quý khách khi mà muốn lắp cái nắp này thì phải chuẩn bị những nguồn cắm điện. Đối với nhất là nhà mới, kể cả theo tôi thì nhà mới chúng ta cũng nên chuẩn bị nguồn cắm điện. Thì vì cái xu thế mà gần như bây giờ và tương lai sẽ lắp sử dụng cái nắp điện tử, chúng ta chuẩn bị cái nguồn cắm điện ngay buồng cầu. Còn đối với nhà cũ thì chúng ta phải lắp đường dây nội cho để cắm cái nắp này, cho cái nắp này. Đây là dây cấp nước. Trên nắp thì nó có các bộ phận. Đây là Toto Wallet. Cái này là wallet, là một tên gọi mà được Toto đăng ký bản quyền. Cứ nhắc đến wallet là chúng ta hiểu được cái nắp rồ điện tử. Đây còn các bạn nút thông báo như nguồn điện, ghế ngồi, nước, tiết kiệm điện. Nếu ta bật lên đang ở chế độ nào thì nó sẽ sáng đèn ở vị trí này. Còn đây là cái vị trí, đây là cái bộ phận cảm biến. Trong nắp thì nó cũng như các nắp thông thường, thì nó có cái nắp đậy. Nắp đậy và cái nắp ngồi. Nhưng mà đặc biệt của cái nắp điện tử thì trong cái bộ phận nắp này thì nó có cái bộ phận làm ấm nắp được. Đối với những cái khu vực mà mùa đông hoặc nơi lạnh thì chúng ta làm cho cái nắp này nó nóng để ta ngồi chúng ta không bị lạnh. Ngoài ra thì trên cái nắp này thì nó có hai cái vị trí. Đây là một cái đường cái vòi cấp để xịt nước. Nó có hai cái lỗ cả một xịt là cho đại tiện và tiểu tiện cho nữ. Còn đây vị trí này là
cái này để thổi cái sấy khô sấy sau khi chúng ta đi tiểu. Ngoài ra thì cái nắp này trên đây thì nó còn các bộ phận khác như là đây là cái lưới lọc không khí nữa đây. Này tôi cũng không tiện tháo đây. Cái này để chúng ta, bởi vì cái nắp này nó có cái chức năng là khử mùi. Sau khi chúng ta đi vệ sinh thì nó có cái mùi ở dưới lòng cầu thì nó hút không khí vào đây để nó lọc qua cái đường này để chúng ta đi vệ sinh không bị mùi. Còn đây là có bộ phận lọc. Sau một thời gian sử dụng thì cái lưới này có thể dơ, chúng ta mang ra vệ sinh lại. Còn cái nút ấn này là mục đích là gài cái cầu này. Gài cái nắp này vào buồng cầu. Ta có thể thấy cái lệnh này. Chúng ta gắn cái bát như lúc nãy này. Gắn cái bát này vào đây thì nó gài vô. Cái nắp này nó cũng có một cái ưu điểm lợi nữa là chúng ta sẽ dễ dàng vệ sinh được cái cầu mà không cần phải tháo cái nắp gì khó khăn cả. Cái nắp này thì hiện tại được chúng tôi cung cấp tại thành phố Hồ Chí Minh với Hà Nội. Còn những cái khu vực lân cận thì cũng có thể gửi đến. Gần như chúng tôi cung cấp nắp này cho toàn quốc. Nếu mà muốn liên lạc đặt hàng á, thì có thể liên lạc thông tin dưới video clip này hoặc là xem thêm thông tin chi tiết sản phẩm phần mô tả. Cảm ơn, xin hẹn gặp lại.